Như quen cũng là đứa này hai là năm đứa hai năm thứ ba đó, dẫn về mấy cô kia cao ráo và cũng lịch sự, mà dâu này đẹp mà tướng thì nó tròn tròn tròn, nó hơi lùn hơn con trai mình tí. Thì mình đi đám cưới mà ai cũng nói trời ơi sao mà chú rể đẹp quá, mà sao cô dâu sao mà xấu quá. Vì mà nói với con trai mình nó con cưới vợ á, con lựa coi đẹp đẹp được được một chút, mà con lựa thì con chịu nha, tại vì cái tương lai của con ở là tới già Đúng tới rồi. chết. Còn nếu mà mẹ lựa, mẹ phải lựa tròn trịa như ly lọc vậy đó. Dạ. Nhưng mà cô dâu này về rồi cô ưng bụng không? Về thì thấy cũng dễ thương mà ít nói quá. Dạ. Mình thì mình nói chuyện quá trời. Nhát làm sao? Mình muốn dâu mình nó về nó tâm sự, nó nói chuyện với mình. Dạ. Nhưng mà con dâu về có ấn tượng gì với mẹ chồng không? Có, trước khi về chồng cũng hù là nói chồng mẹ khó lắm, mẹ biết nhiêu mới biết câu bói, mới nhìn cái là mẹ biết người đó sao sao mình cũng lo. Để xong cái gặp thì thấy mẹ cũng vui vẻ cởi mở, nhưng mẹ hỏi quá trời hỏi luôn. Vui mà. Nhà mình có thờ Phật, lâu lâu về á thì nó mua trái cây đem lên bàn thờ, nó cúng xong đem xuống cho mẹ. Dạ. Mẹ ấy là con để nó lát mẹ ăn. Có, nó mua trái cây thiệt, bỏ tủ lạnh không nói gì ra trưng, mình không dám ăn. Không biết nó mua rồi lát nó có đem đi không, tại vì cưới xong rồi ở nhà trọ á. Cưới thì mình lo cưới một lần cưới rồi đàng hoàng rồi, nhưng mà tự hai chồng nó lập ra là nó mở cái shop quần áo nó bán, mình hoàn toàn mình không biết. Tới chừng nó mở cái shop quần áo nó bán rồi nó mới nói mẹ ơi nay con khai trương, nó quần áo treo rồi đẹp quá trời. Mình thì nhún nhan nhảnh, con cái này mẹ mặc vừa không, mẹ ơi mẹ bự nó mẹ mặc không vừa đâu, cái dép đẹp quá con mẹ mang thứ cái vừa, con chân mẹ bự nó mang không vừa đâu. Mình nói trong bụng nó nói mẹ mẹ bận cái dừa không, mẹ lấy bận mình cũng vui lòng nữa, mà nếu mà bận dừa á ha thì mình lát mình cũng nhét nhét cho con mình chút đỉnh, chứ mình con mới bán mà không lẽ mình lấy mình bận đúng kỳ rồi vậy. Nhưng mà nó không có nói cái đó cũng là thiếu sót của con, tại vì con không có, cũng như con nhìn thấy dáng thì mình bán quần áo mình biết như dáng cỡ nào như ký mình nhìn mình biết rồi, cho nên mình nói luôn miệng mình nói là mình không có suy nghĩ. À mẹ thử mẹ nếu vừa mẹ lấy mẹ mặc con tặng coi, mẹ coi mẹ mặc thì cái nó vừa tình không cảm mẹ. hơn. Nhưng mà hồi nào giờ có tặng cho mẹ cái bộ quần áo nào chưa? Quần áo thì có mua nhưng mà chưa có tặng. Như mua trên đặt trên mạng á, mình về thấy mình xấu quá mình không có dám tặng. Rồi cái đồ mình bán á là cái đồ cho giới thật trẻ giới hả? Trẻ đúng rồi, tuổi teen không Nhưng à. mẹ mặc vừa thì tặng mẹ luôn đi. Không có vừa. Mẹ thử luôn. Mai mốt rút kinh nghiệm dạ nha. dạ cực khổ gian nan cưới con dâu về cái thời gian ở tưởng đâu nó im ấm mừng ai về đâu buồn vậy, xách giỏ đồ đi trời ơi mẹ chồng phải chạy theo dâu 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 dâu. Ủa con đâu vậy con đi vô vô với mẹ con đâu vậy, nó con về nhà con trời ơi con đi về nhà con mà xe cổ đâu rồi tí trời ơi con bỏ con đi vậy ta cười chết. Con giận gì con nói với mẹ nè, rồi mẹ la nó cho cái nó nói mẹ vô mà hỏi anh trai mẹ, rồi khi vô mới hỏi anh trai mẹ nó ai biết đâu rồi được thôi. Bữa đó tối thứ bảy chồng con á mới đi nhậu mà nói dối con lắm, như là bữa đó cái anh bị tai nạn đi vô bệnh viện chăm sóc ảnh, cái con gọi điện thoại mà cái điện thoại bỏ trong túi quần nó cấn á, nó nghe gheo mà không biết á, cái nghe hàng hát karaoke đang nhậu chổng á, rồi buồn vui gì cái bắt đầu lên Facebook nó nói buồn quá này kia nọ cái mấy gì nó bển á, mấy coi trên Facebook á mấy gì nó mới nói chị vợ một tí cái gì vợ chồng á nói chứ cái gì cũng để lên Facebook buồn vậy. Nhưng mà hai người có hợp nhau gì không? Mình ít thì mình nói. Nói nhiều, mình muốn nói gì với dâu cái đầu nó ít nói với mình quá. Tức là mẹ con nói nhiều hơn con đúng không? Đúng rồi mẹ nói nãy giờ. Cái này là không hợp nè. Còn hợp chuyện gì nữa? Hợp như hai mẹ con đều thích làm đẹp. Thích làm thích, đẹp. Đúng rồi, thích đi làm tóc, làm móng vậy đó. Chuyện chăm sóc em bé rồi hai mẹ con mình có hợp nhau không? Như lúc mà con đi sanh á thì mẹ không có chăm, tại lúc đó mẹ bận em nhỏ với công việc ở nhà. Nhưng mà cũng thấy thấy người ta có mẹ chồng mẹ ruột rồi mình không có ai, có chồng cũng buồn. Ta nói tới đó mình mới đứt ruột đó anh Linh, cưới con dâu về nó sanh cháu nội cho mình mà mình không có vô nhà thương mình chăm sóc, cái đêm nào ngủ với dâu đó mình thì tối mình thức đêm có được, nói thiệt cái giếng nước á mà bỏ một cái rồi người ta không có xài người ta la, rồi thêm có thằng nhỏ ở nhà nữa mà con dâu sinh mổ mà chỉ có hai vợ chồng thôi, nó mổ nhỏ vậy thôi nó bị nhiễm trùng. Trời. Rồi phải đem con về dưới rồi nó trở lên nó mổ tiếp tục lần thứ hai, có đau lòng xót dạ. Đêm đó con suy nghĩ sao? Buồn nhiều, tại vì lúc mà ở bệnh viện á có một mình chồng đem con về á thấy tủi thân. Lúc đó mẹ em đâu? Mẹ không lên, chỉ ở dưới quê mà gặp chỉ bị lãng tai nữa, mình khờ chỉ còn khờ hơn nữa. Nói chung là thằng con trai của mình nghe là rất là tuyệt vời, có chồng chăm sóc chu đáo, chăm sóc chu đáo từ mẹ tới con. Mình cũng có lên chứ không phải không lên, nhưng mà lên được có vài tiếng đồng hồ là mình lo mình về nhà rồi,
mẹ không có lo được con trong cái lúc con sanh đẻ đáng ra mẹ phải gần gũi với con, mẹ lo cho con với cháu nội mẹ mà mẹ không có lo được. Với lại cái dàn cưới cho cũng hơi ít, mốt mẹ bán được miếng đất nào mẹ sẽ bù đắp vô cho con nhiều hơn. Rồi mẹ cho cái số vốn nó hai chồng làm ăn cho nó phát triển lên. Hai chồng nó giỏi lắm anh Linh. Rồi có tự giờ động là ra con về rồi nấu nướng rồi ăn chung với mẹ chồng rồi vui con đâu. Dũng lắm, con nấu không có ngon. Cha con nấu ngon, mẹ nấu ngon, ai cũng nấu ngon hết. Ngủ vậy là bắt đầu là con ơi con ăn đi con, là đồ ăn có sẵn. Mẹ nấu sẵn rồi. Hết trời. Chén kia mẹ cũng rửa nữa. Cái chén con rửa mà. Rồi làm dâu sướng vậy đó. Trời ơi cưng cực kỳ, không có làm gì. Thôi con để lát mẹ làm. Mà mẹ nói con vậy, ví dụ đi con nói chuyện với chồng á thì ngọt ngào, đàn ông nó chịu ngọt lắm. Như mẹ với cha lúc nào cũng anh em, dù có giận cũng anh em. Ví dụ nó lớn tiếng thôi mình nín chứ đừng có cãi, hay với lại con nói chuyện phải cho nó ngọt ngào. Dù khi chuyện giận nhau cái tí kêu mày tao mình nghe mình buồn lắm luôn, mà hôm nay mẹ chưa nói, bây giờ sẵn có chương trình này mẹ nói với con vậy, thôi bây giờ con đừng có kêu mày tao rồi đó. Nhưng mà giận quá cái không có kiểm soát được lời nói của mình á. Tặng cho mẹ thì con muốn mua gì con tặng cho mẹ thì con tặng, chứ con đừng có mà nó kêu anh Danh, con mình tên Danh. Tại vì con không biết chạy xe mà muốn mua gì cũng phải kêu chồng chở đi chứ. Thì chồng chở về nhưng mà con nói mẹ con mua nè, con tặng mẹ, trời quý lắm à. Còn có mình muốn là dâu mình á, mình gọi điện thoại. Thân thiện, mình muốn thân thiện. Mình gọi điện thoại mình nhớ, mình muốn nói chuyện nó quá trời, hỏi thăm này kia nọ. Nó nghe nó một hai câu rồi nhiều khi nó không nghe, nó chờ thằng kia về điện thoại lại nói chuyện. Nhưng mà mình muốn nói chuyện với dâu. Đúng rồi. Nhưng con cũng ngại á, nếu nói với mẹ cũng không biết nói gì giờ, hỏi thăm mẹ ăn cơm này chi chứ còn con cũng biết nói gì thêm. Mẹ đó mở lòng như thế. Nhưng có một cái khoảng cách nào đó giữa hai mẹ con mình không? Chắc tự mình tạo ra cái khoảng cách đó. Chính xác đó. Vì sao? Hơi xa lạ chút xíu vậy. Mẹ chồng thì rất là gọi là nhiệt tình. Tại sao? Chứ là... Anh em kể anh nghe, nhiều khi thương con lại ôm hôn, nhiều khi nó vui cho hôn, ngẩn buồn né anh không cho hôn. Nó ngại, con không có quen. Trời tại đó giờ mẹ không có quen luôn đâu. Nhiều khi nó vui. Trời đất ơi, buồn hết sức vậy đó. Bây giờ con muốn nói gì mẹ trong ngày hôm nay con nói đi. Mẹ cho phép không? Trời, thoải mái được con. Bắt đầu. Như trước tiên thì con xin lỗi mẹ. Thì lúc này hai chồng con giận nhau mà con có lớn tiếng với mẹ. Trước sau nó là con cũng cảm ơn vì mẹ lặn lội đường xá xa xôi để về dưới rước con lên. Nên mẹ cũng không giống như những người mẹ ngày xưa mà khó khăn. Mẹ đâu này có kia. Mẹ này để cho con nói con. Thì nói đi, con nói đi. Con cũng muốn mẹ là dành thời gian nhiều hơn cho cháu. Mẹ ghi mẹ ít chơi với nó, thấy nó tội nghiệp, nó không có mến mẹ. Đúng rồi. Biết sao không? Mình con nít á, mình thương nó, mình lợi mình hung, mình đựng nó chút xíu thôi à. Đi kiếm chuyện tưới rau tưới cải rồi giữ đồ này kia nọ, nó chạy theo mình chạy theo quá rồi. Mà nhiều khi nó gửi thì cũng rầu lắm á, không biết quậy sữa. Trời ơi, mới con đứa mà bà nội chạy theo không xong, bà nội kêu đẻ nữa rồi ai chạy theo. Thì giờ ao ước cho nó, ví dụ sanh thì sanh thêm thằng trai nữa rồi nghĩ cũng được. Sanh nó khổ cho nó khổ. Chứ mẹ có cái tính là hay nhằn, như nhằn cha, như hổng như bữa ăn gia đình á. Mẹ đôi khi mẹ đừng có nhằn gì, giống như mất vui á, ăn cũng không có ngon nữa. Mình ăn hiếp chồng dữ lắm. Đúng rồi, mẹ hơi khó, mẹ hơi la lắm. Nấu ăn á thì phải cho đâu ra đó đàng hoàng, nêm nếm phải cho nó tới bến, ăn phải cho nó nóng. Ông nấu cho mình ăn đó, nhưng mà không vừa ý thì mình hay nói, mà không phải nói mẹ lần nói, đâu. Nói ba bốn lần nào mà nói lần ông sợ không nghe. Giận mẹ mới phải nói hai ba lần mới mốt anh đừng làm vậy nữa, đừng nấu nấu ăn phải nóng hổi lên. Ông lấy cái đó cái tô bánh canh đó, ông mới đi trụng lại nóng, ông đưa bưng lại cho mình ăn. Xong rồi nói nữa. Rồi nói nữa ăn rồi còn nói nữa. Bởi vì mẹ hay nhằn á. Cái nữa là mẹ hay cuối tuần á, cha về nghỉ ngơi, mẹ cha về cuối tuần thì cha đi làm một tuần về có hai lần à, tối thứ tư với ngày chủ nhật. Về thì mẹ hay sắp xếp công việc cho cha làm, thấy tội nghiệp á. Ở nhà mình đồng bà phụ nữ rồi cái ống nước mình tưới cây, mình thấy nó không vừa ý thì phải kêu cũng làm. Rồi cái dây điện thấy nó kỳ kỳ quá kêu sửa lại. Mẹ bớt đi làm đẹp lại. Con nhớ là lúc mà con cỏ nhà sinh đó, bốn bé bốn tháng mẹ đi xuống, mẹ đi tập gym nè, mẹ đi làm đẹp nè, mẹ đi đó, mẹ đi quý một ngày luôn. Mình thì sợ bệnh nè. Bệnh thì uống thuốc nó nắng nè, rồi vô bác sĩ nó chích đau nè, rồi tốn tiền con cái nè. Tập thể dục mình khỏe. Khỏe đúng rồi. Rồi còn làm đẹp để làm gì? Làm đẹp chứ. Ta ngắm, ta nói bữa nay sẽ thấy đẹp. Con nói về mẹ hơi nhiều rồi này, mẹ có điều gì mà chưa hài lòng ở con không?
thì không có phải, có gì tâm sự với mẹ đi, hai mẹ con mình, con nghĩ con như con gái mẹ đi. Mẹ muốn á, là con về nhà mẹ là phải vui, chứ mẹ không muốn con khóc. Mà mẹ cũng không muốn hai vợ chồng con cả giả là kêu mày tao này cái nọ, mẹ cũng muốn nữa. Chẳng thà thôi con đừng khóc nữa, con khóc mẹ đau lòng lắm, con đừng khóc. Bây giờ coi để coi chồng em nói gì nha. Mẹ ơi, mong mẹ bớt đi chơi cà phê hay làm đẹp với bạn lại. Vì với con và gia đình, mẹ đã đẹp lắm rồi. Mẹ hãy dành thời gian nhiều hơn cho gia đình mình và chỉ dạy cho con dâu biết nấu ăn, làm việc nhà. Vì mẹ cũng lớn tuổi rồi, cũng cần có người phụ mẹ chia sẻ bớt những gì trong cuộc sống. Còn vợ ơi, em cũng nên gần gũi với mẹ nhiều hơn, theo mẹ học cách nấu ăn, học cách quán xuyến gia đình. Nhiều lúc em thấy mẹ buồn và vợ cũng buồn, chắc là có chuyện gì đó nên hai người chưa hiểu nhau. Mong hai người sẽ nói rõ những gì khúc mắc với nhau và sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Mong gia đình mình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Đi làm được có nhiêu tiền á, đi làm đẹp, đẹp đi. Lúc trước em còn đẹp mà cái khuôn mặt đó, nó có phúc hậu lắm anh Linh. Cái lên chị bạn chơi bà rủ đi sửa mũi giờ mặt nó không có phúc hậu chỗ nào, lắc em đi lấy ra. Dạ thôi đừng có làm đẹp làm bị ghiền á cô. Mẹ chồng rất thoải mái, thậm chí cứ nói thoải mái đi. Mẹ giận chút rồi mẹ cũng hết à. Rồi cảm ơn mẹ chồng nàng dâu hôm nay rất là nhiều. Mẹ cưng con, mẹ hung con cứ cho mẹ hung cái con được. Cưng dữ lắm luôn. Về cho miếng đất là khác liền. Thì thông qua chương trình thì con có món quà nhỏ dành tặng mẹ. Con tặng đi con. Hoa này con tự làm nè. Trời ơi, nó hoa tự làm đẹp không hả mấy chị ha, mấy anh ha. Quá trời đẹp luôn á, trời ơi. Cưng quá à, trời ơi, dâu của mẹ cưng lắm. Bây giờ chia sẻ cho mọi người biết món quà con dâu mình tặng là gì nè. Nước hoa. Trời mẹ mê nước hoa nữa. Tại con mẹ trời con ơi, thích. Mẹ ơi có vàng nữa mẹ ơi. Với cái son, son. Nước hoa son với cái đồng hồ. Ra ấy son cho mẹ đi nè. Đây. Trời ơi. Chiếc đồng hồ vàng. Mẹ ha. Đeo đồng hồ cho quá mẹ. Quá hạnh phúc luôn bà ơi. Xịt cho mẹ miếng dầu thơm. Xịt dầu thơm luôn làm láng luôn đi con hả mấy anh mấy chị ha. Xịt cái tay đi trời ơi. Đây đeo đồng hồ cho mẹ luôn. Đeo luôn đi hai tay hai cái đồng hồ luôn trời ơi, giờ hạnh phúc quá. Con dâu có hiếu quá. Mẹ chồng thêm miếng đất nữa nha, hai miếng. Ừ, hai miếng luôn. Mẹ cảm ơn con nghe dâu. Trời ơi, hung nữa thấy chưa. Đừng có né nữa nha. Không có né nữa nha. Thì miếng ngày mai cũng được nữa. Dạ hả? Nha. Rồi chương trình hấp hôn nữa. Dạ hả?